Hướng Dương ngược nắng, Hoàng chuẩn bị bỏ trốn, đến ôm chặt Minh nói lời từ biệt. Hạnh cũng quyết một lần phải rõ ràng với Phúc về mọi chuyện. Quý vị khán thính giả thân mến, tập 52 của bộ phim Hướng Dương ngược nắng lên sóng tối mai có nhiều tình tiết hết sức bất ngờ đối với khán giả khi Hoàng đã đến gặp Minh, rồi bất ngờ ôm chặt Minh với khuôn mặt đầy tuyệt vọng, không biết là vì lý do gì. Trong tập 52 của Hướng Dương ngược nắng lên sóng tối mai ngày 12 tháng 4 trên kênh VTV3, hé lộ cảnh Hoàng ôm chặt Minh. Hoàng đã chủ động ôm Minh, khán giả đang rất tò mò là không rõ vì lý do gì Hoàng lại có hành động đột ngột với Minh đến như vậy. Từ trước đến nay, dù luôn tán tỉnh và tỏ ra thích Minh, không chút ngại ngần, nhưng chưa bao giờ Hoàng lại hành động động chạm với cô gái mà mình thích. Trong khi đó, Minh thấy Hoàng ôm cũng để im và điều này khác hoàn toàn so với tính cách của cô. Như lần bị kiên cưỡng hôn, Minh đã không ngại ngần tát thẳng đối phương và cảnh cáo. Hay như Minh đã giải thích với Phúc, khi trông thấy Châu ôm chặt và hôn Phúc, Phúc đã không đẩy Châu ra. Minh đã trách, nếu như Phúc không có tình cảm thì Phúc đã có phản ứng lại, nhưng đằng này Phúc lại để yên cho Châu hôn. Thế chẳng phải là hai người đã có tình cảm hay sao? Từ đó mà suy luận thì khán giả cho rằng, phải chăng Minh đã có tình cảm với Hoàng nên để yên cho anh ta ôm như vậy? Trong một phần cảnh khác liên quan đến Phúc và Hạnh, cặp đôi này đã cùng nhau đi uống bia và có vẻ như Hạnh đang muốn làm rõ chuyện tình cảm với Phúc. Dù thích Phúc nhưng Hạnh luôn mặc định rằng khó có thể Phúc đáp lại tình cảm của mình. Vậy điều Hạnh hỏi Phúc liệu rằng có phải anh đang say nắng Châu hay vẫn quyết giữ trọn tình cảm cho Minh? Hẳn là đây là một câu hỏi khó đối với Phúc, và chắc chắn với tính cách của Phúc anh sẽ không nói ra, bởi từ trước tới nay Phúc đã cho Hạnh biết người mà mình thích chính là Minh. Còn thực ra Phúc đã theo hay vẫn còn thích Minh thì chỉ có Phúc mới hiểu được. Nếu Phúc không nói thì cũng chẳng ai biết Phúc là người như thế nào. Có thể thấy Hướng Dương ngược nắng đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, tình cảm của các cặp đôi trong bộ phim này vẫn còn rất khó đoán. Khán giả hy vọng rằng từng cặp đôi, Châu về với Kiên, Hoàng với Minh là một cặp, và Phúc với Hạnh cũng là một đôi hạnh phúc. Ngọc và Trí sẽ ở bên nhau và ông Quân cùng bà Cúc sẽ về cùng một nhà. Tuy nhiên, đó chỉ là mong muốn của khán giả. Còn định đoạt số phận của từng nhân vật ra sao là do bàn tay của đạo diễn và biên kịch. Chúng ta hãy tiếp tục đón xem những diễn biến tiếp theo của Hướng Dương ngược nắng vào lúc 21:30 từ tối thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3 để được biết rõ. Kênh tin tức 24 giờ TV sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về những tình tiết tiếp theo của nội dung bộ phim để gửi tới quý vị và các bạn. Hãy like, đăng ký để ủng hộ kênh và đón xem những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.